cảm ơn mọi người đã nhiều lần ghé đến thăm kênh của Thanh Hằng. Mọi người thân mến, hôm nay mình nhảy mẫu, nhảy 24 bước, xoay đều 4 mặt để cho mọi người có thể xem và cũng như là đáp ứng một số yêu cầu của các chị đã gửi về Zalo cho Thanh Hằng. Nếu như mọi người cũng yêu thích thì xin hãy đăng ký kênh, nhấn vào cái biểu tượng chuông của chương trình là có thể nhận được hết những cái video như là hướng dẫn chậm nè, nhanh nè, rồi ghép nhạc luôn. Và đặc biệt thì trong những cái bước nhảy này nó có một cái cách lắc không trái phải, thì chỉ là trái phải thôi, nhưng mà mình có sợ làm khó mọi người nên mình đã đặc biệt làm riêng một cái video để mà hướng dẫn từ chậm cho đến nhanh cái cách lắc không này để mọi người nhìn theo cho nó dễ nha. Và một số cái điều lưu ý dặn dò khi chúng ta nhảy cái điệu nhảy này. Rồi mọi người nhớ đăng ký kênh và nhấn vào biểu tượng chuông của chương trình nha. Rồi cảm ơn mọi người, cảm ơn và xin chào.